Đây nha, hôm nay gia đình Hương đi là cái khu này gọi là khu Sisset. Đây, ngoài cung đảo nha mọi người. Thì bây giờ chuẩn bị nhận phòng nè, mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Tắm luôn. Chị, đây là khu vực quầy kem thì miễn phí, kem của mình tự làm tại Sisset miễn phí từ 10 vòng giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi nha. Ừ. Làm xong thủ tục gia đình mình lên kem. Giờ về phòng trước rồi. Giờ mình về phòng đi đường nào em? Em sẽ chở một xe điện gia đình mình về. Trường té ba ơi. Ba đi trường té. Trường té thì cái đầm nó dài quá cần không ẩm em. Không có được mua đồ ngoài đem vô. Sao vậy hả? Tại nếu mua đồ ngoài đem vô nhà hàng bán không được. Bà vô duyên quá. Đi chứ. Ở đây đẹp hay chị thử? Rồi đi chưa xuất hiện trong áo thôi chứ. Đen con gái tao hết, con gái tao làm người mẫu nữa. Em cũng đem. Mày làm mẫu là mẫu mẹ. Xe đạp là không được chạy qua cầu. Xin kỹ rồi xe thì dạ, có mời chú lên xe à. Chú là với con nha. Chú đó nói nhiều lắm đó con. Con. Có hai trong người đó đây. Kem sao chị ha? Quay clip. Dạ anh chị, ở đây mình sẽ có xe đạp, khu vực đậu xe đạp của mình ở đây. Như là em có chuẩn bị sẵn xe đạp cho mình rồi. Có xe đạp đâu em? Có 5 chiếc xe đạp lớn và 2 xe đạp dành cho em bé à chị. Con ngon những chiếc xe đạp rồi. Ba á. Dạ đây là khu vực tập thể hình của mình ở tầng dưới. Kệ ba, là có gym được không em? Sáng mai dạ, trong trường. Gym á chị. Có phòng gym ngay chị thôi. Sáng mai trong trường ta tập. Đi bộ qua chục phút nha ba. Ở đây là bãi biển chính của mình thì anh chị có thể đến mượn các dụng cụ như là chèo thuyền kayak hay là. Mà nhà Hương thuê là một cái căn villa lớn. Nó gồm 3 cái phòng ngủ. Và nó rất đẹp như thế này đây. Phía xa xa kia biển là ba mình đang tắm đó. Đây là con trai của mình. Con ơi. Mọi người thấy có đẹp không? Không, chị quay video. Chưa có quay chữ, chị quay video. Đẹp ghê không mọi người? Xa xa là ba mình đang tắm, còn đây là Gon nè. Ở đây họ chuẩn bị rất là chu đáo, có quýt, có đồ đầy đủ cho mình hết. Chị nghe, chị nghe. Linh Thuận em. Đẹp ghê. Linh Thuận em mới đang cho mấy bạn coi thử cái view phòng ngủ nha. Nhìn cái view này là muốn hấp hôn liền. Đẹp chưa? Nó hơi bừa bộn nha. Đây. Tham quan hết ha. Thử thôi. Căn villa ngàn đô này nó có cái gì? Đây. Wow, cái nhà tắm của nó cho mấy bạn. Chuẩn bị rất là chu đáo ha. Đẹp chưa? Đây là toilet, phía sau này là gì đây? Mình sẽ tham quan hết. Để cho bạn coi nha. Đây là, đây là cái nơi tắm mà mình tắm xong á, cái view biển á, mình vô đây mình sẽ dội nước để cho nó sạch sẽ người mình. Đó, căn villa của nó đó. Đẹp ha mấy bạn. Xuất sắc. Đây nhà của nó đa số là bằng gỗ, bằng đá mài đồ. View rất là đẹp.
anh về ánh sáng không? Mưa. Ờ, anh lên trên ăn đó, là không tính tiền mà nó không tính tiền. Con làm gì vậy? Chết rồi, ai cho tắm? Đứng đứng đứng. Đứng đứng đứng. Đứng đứng đứng. Đứng đứng đứng. Ơi. À. Ơi. Cà tụm tụm tụm. À. Con ơi. À, vui hả? À, con bơi phải không? Không có chìm nó không có sợ phái rồi kìa. Lụm tụm ô ô. Ô, không có sợ phải không? Ô ô ô. À, vui hả? À, con bơi phải không? Không có chìm nó không có sợ phái rồi kìa. Lụm tụm ô ô. Ô, không có sợ phải không? Ô ô ô. À. 1 2 3. Giờ đi, giờ đi, cố lên. Mẹ sao không đi ăn đi? Giờ mình đi ăn nè con. Ê. Sao mình đi này rồi? Đây. Nước nước vào đây đập vào một con. Khẩu trang này bịt đã mà nó đi. Mình luôn ở sẽ là ba gì nhỉ? Đây là anh chị ông chú. Thôi thôi chơi hết rồi. Cái con nó đâu rồi, kiếm con nó được không vậy? Có ống ngựa hồn nè. Đi lên cho mọi người kiếm kiếm rồi. Kiếm kiếm đi gòn nhắc xuống trời. Đi đường này lên nè. Đi đường này lên nè nhỏ. Nó xuống hết rồi. Bình yên không mấy chị? Kìa trong đó kìa. Nhìn nó đi. Nè Phúc em thấy hai ba con luôn kìa. Mình muốn bắt cái con này bỏ trên biển này coi con gì.
bắt về chắc chim thích lắm á bố. Bắt đi nó không cắn đâu. Đại bắt đại trời bắt còn. Ơi bắt. Bảo đâu yếu. Lẹ đi. Nhanh đi bắt đi, nó chạy lên bắt phụ cho. Nó chạy. Ê, đừng. Đừng có giúp, nó chạy. Ngu không? Ngu. Từ từ. Lụm đi, lụm đi, lụm đi, lụm đi. Không. Lụm. Ờ bắt cái chiếc đi. Đi, lên. Ê. Trời ngu quá con bơi. Chết cát đi, nó không chết đâu. Trời, ngồi yên. Sao anh chụp được không, anh còn muốn nó ra gì. Ngu gì chứ. Rồi, cái số cát nó đầu lỗn rồi. Xong. Trời gì vậy bố, trắng. Anh này não. Đầu lỗ nó đi. Đầu lỗ nó đi, nó không chết đâu. Rồi, nó hay rồi. Rồi. Lắp cát đi, lắp cát đi. Rồi bắt không được rồi. Không có cái ly hay cái gì. Trời, chồng mình bắt cái con gì mà bắt. Rồi. Mình đang có mặt ở ngoài cái chỗ mà để lựa hải sản ăn ở trên bè ở ngoài côn đảo nè mấy bạn. Đây nha. Wow. Đây là bầu ngư nè. Anh kêu món gì ăn chồng? Kêu bầu ngư rồi mình ăn đi. Em bây giờ có món gì ăn em? Ờ đó, kêu ăn đi, đâu còn gì gì đâu, tụi mình kêu được mà. Bầu ngư. Bầu ngư. Mình tự kêu được mà. Ờ. Lớn. 6 người ăn đấy em. Cái này nè. Ốc nó làm gì ăn? Ốc cho mọi người ngon nhất, ốc ngon nhất trong cái ốc. Ốc này là ngon nhất hả? Ừ, ốc hoàng hậu. Ốc hoàng hậu, ăn chứ một cân. 850 à? 850 một cân. 850. 850. Ừ. Ốc này thì to nhất đấy. Ốc này đặt bỏ. Cân lên nó bỏ ra mấy tí. Bao thịt này. Có ăn gì ăn chay. Có muốn đỏ đi thì ăn hết chú lũ chú cháu rồi. Cá bò da nướng muối ớt cũng được. Nướng muối ớt cũng được chồng. Mình là không bao giờ dám đi lên mấy cái này nha mấy bạn. Tại vì rất là sợ. Vòng Mương Đen đeo là vòng phát tài nè. Đẹp không? Một vòng của nó là giá tầm khoảng 450. Có tôm không chồng?